món ăn của mình rất là ít, có mấy cái miếng thịt gà thôi à. Xong rồi có cái bánh bích quy để mình ăn, rồi có khoai tây nghiền nè, xong rồi có rau, có nước. Nó ăn rất là đơn giản. Ăn này chắc không có đủ chất bổ đâu. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đó là mình đi làm việc. Bây giờ đó là 11 rưỡi. Thì 11 rưỡi thì đi ra đi ăn lunch để xem coi đi làm ở Mỹ đó cực khổ như thế nào nha. Mình đi làm ở Mỹ đó cực quá đi. Bây giờ đi ăn cơm á, là phải đi ra ngoài ăn. Chứ Mỹ nó không có nấu, công ty Mỹ nó không có nấu cơm cho mình ăn. Mình phải đi ra ngoài ăn á, thấy cực không? Ở Việt Nam là rất là sướng, là công ty nấu cơm cho nhân viên ăn. Nó nấu cái gì thì ăn cái đó. Có cá ăn cá, có tôm ăn tôm, có thịt ăn thịt, có rau ăn rau. Còn ở Mỹ á, là mình muốn ăn cái gì á thì mình ăn, chứ không phải là nó nấu cái gì là mình ăn cái đó. Nó khổ vậy đó. Bây giờ mình sẽ đến chỗ đó nha. Đây là trong một cái chỗ mà bán thức ăn nhanh, thì ở ngoài đó là có một cây xăng. Ở trong cái tiệm này thì người ta có một cái đại lý bán thức ăn nhanh, nó liên kết với cây xăng. Thì hôm nay là giờ trưa, thì ở đây là mấy cái người công nhân đó, mấy người công nhân hay ra đây ăn. Đó, mình ăn rất là khổ, có 3 miếng gà thôi, có cái đùi. Ăn xong rồi cái đùi gà, rồi có 2 cái ức, rồi đó, rồi cái bánh, rồi có khoai tây nghiền, rồi có rau, có nước. Rồi hái ăn khổ lắm, không biết ăn này. Việt Nam á, là nói là ăn rất là khổ, mà món này là rẻ tiền nhất ở Mỹ đó, nó khổ lắm. Buổi trưa ăn rất là đơn giản, chứ không phải là nó cho ăn cái gì mình ăn cái đó. Mình có thể ra mình mua, mình thích cái gì mình mua, thì trả bỏ tiền túi ra, mình muốn mua cái gì mình mua. Ok. What is it? Chicken nachos. À, cái đó là gà. Đây là một buổi ăn trưa đi ra ngoài ăn với đồng bọn, mấy đứa làm chung sở đi ra ngoài rất là khổ nè. Hôm nay đi ăn món mễ, mễ Tây Cơ đó. Bên kia có mấy người, mấy cô mễ ngồi ở dưới, thịt mấy anh là Mỹ trắng ngồi. So basically, he smoked the battery. Yeah, the battery caught flame or smoke, you want to say. So he took it and he actually put it in the yellow box. Ooh. Wow. I told him to leave it in there for 2 hours. I've never seen that before. Yeah, I don't want to risk it too. Wow. Đó, hôm nay đi ra ngoài ăn món Mỹ đó, hamburger Mỹ. Món này nổi tiếng ở chỗ khu vực của mình. Đi làm hạng xưởng cực quá đi, ăn uống quá là đạm bạc. Ăn này sao mà như ở Việt Nam. Okay, I think I stopped sweating. Không phải lúc nào cũng ăn món Mỹ đâu. Thỉnh thoảng cũng ăn phở. Dẫn mấy đứa bạn đi ăn phở. Cho tụi nó thưởng thức phở là như thế nào. Đó, quý vị thấy không? Đi làm công ăn lương ở Mỹ khổ lắm, cực lắm. Bây giờ xin mời quý vị xem cái đoạn video time lapse, tức là cái đoạn video mà chạy nhanh. Đó. Từ nhà mình đó đến chỗ làm thì thời gian này lúc là 7 giờ sáng. Trời lúc đó là âm u, có mây đen nhiều và có mưa lất phất. Con đường này là con đường highway. Đó, tức là con đường xa lộ, nó chạy rất là nhanh. Nó cho mình chạy rất là nhanh, 70 mile một giờ. 70 mile tức là khoảng 110 km một giờ quý vị. Thì trên con đường này đi, bắt đầu đi qua cái đoạn đó gọi là cái bốt, tức là phải trả tiền đó. Qua cái bốt rồi đó thì cứ việc đi. Còn hai bên đường dưới đó là không có trả tiền, mình đi phía dưới là không có trả tiền. Tốc độ dưới đây đó, đường ở phía dưới này đó là 40 mile một giờ. Đến chỗ làm rồi, bây giờ đến giờ đi về thì không, ngày hôm nay là trời mưa, do đó cái giờ về đó nó cũng trời nó cũng âm u. Quý vị để ý cái chiếc xe màu vàng vàng đó là xe bus học sinh. Thì chiếc xe bus học sinh đó là Mỹ nó sơn màu vàng. Thì chính phủ liên bang quy định năm, bắt đầu nó có cái luật đó, là nó có cái luật là tất cả các xe bus nó sơn màu vàng. Đó, luật của liên bang. Thì lúc đi á, mình đi phía trên thì đi phía trên nó phải trả tiền, còn mình đi phía dưới cái đường, tức là cái đường song song của đó. Đó, thì cái đường dưới đây nó không có trả tiền, nhưng mà bị mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Thấy ở Mỹ đi làm cực không? Đi toàn là đi xe hơi không à, không có thấy chiếc xe gắn máy nào á. Mà đi xe gắn máy đi trên đường, trên cái đường highway đó là phải xe mà phải là 200 phân khối trở lên đó, 300-400 phân khối trở lên, chứ nếu mà 150 chạy không nổi đâu. Giờ về đi thì có vẻ là ông đúc xe nhiều hơn, mới lại đi đường dưới đó là đèn xanh đèn đỏ. Còn mình đi lúc đi đó mình đi rất là nhanh, tại vì đi không có đèn xanh đèn đỏ, mới lại cái lượng xe nó cũng ít nữa. Đó, còn này là giờ tan tầm, giờ tan sở đó nên rất là nhiều xe. Đi đường dưới mình thấy cứ phải cẩn thận lại á. không thấy cái đường này đỏ lắm. Đã đến nhà rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho kênh nha. Hẹn lại là quý vị một cái video sau. Chào tạm biệt. Món ăn của mình rất là ít, có mấy cái thịt gà thôi à. Xong rồi có cái bánh quy để mình ăn, rồi có khoai tây nghiền nè. Xong rồi có rau, có nước. Nó ăn rất là đơn giản. Ăn này chắc không có đủ chất bổ đâu.